riêng mình cho nước đá vô, cho nước đá mình đập nhuyễn nè, rồi mình rưới nước cốt lên, nước cốt thiệt là ngon luôn. Cái hột lê của mình á, ở trong nó giòn, ở ngoài dai dai, ngon lắm các chị. Mà màu nó cũng đẹp, mình thấy cái màu nó cũng hấp dẫn. Mình mới mua về, ta thử thử coi có nhiều muối không à. Giờ mình thử coi có nhiều muối không. Cái hộp này cái có không? Cái hộp này cũng có đó nè, hộp này lép lép mà cũng có luôn. Để mình chẻ ra hết rồi. Đây, cái hộp này chắc nhiều. Đây. Này mùi quá à, chín mùi quá. Mình thui tới mít kìa. Giờ họ kêu mình kiếm mít Thái cũng không có nữa. Giờ chỉ có mít này. Giờ mình mua mít này là tới mít này chắc nhiều muối á. Mình nói chưa vừa chẻ ra mình thấy nó không lét rồi. Giờ thấy muối không? Thơm quá. Mít này muối cũng không thui tới mít mơ hôm lâu. Muối không? Ồ, nguyên chùm luôn. Giờ thấy hàm luôn. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm một cái món là chè Thái. Mình mời cả nhà cùng xem mình làm cái món chè Thái này nha. Nước dừa ra để mình nấu thạch rau câu dẻo. Đây là mình có dừa chùm nè. Mình chặt 5 trái dừa chùm. Tại dừa chùm mình ít nước đó. Cái dừa mình hơi cứng rồi. Tại cái dừa mình lên cao quá cái mình bẻ nó hơi cứng rồi. Mình nấu một cái gói rau câu dẻo này nè, rau câu tới dừa, hiệu tới dừa là 10 g. Mình cho 1300 ml nước vô đây. Để mình nấu rau câu. Rau câu này thì mình nấu màu lá dứa. Giờ mình bắt nước lên mình nấu. Giờ mình bắt nước ra dừa lên, mình đốt lửa lên mình nấu. Đây 100 g đường. Mình cho bịch thạch 10 g rau câu dẻo vô. 100 g đường này mình trộn đều lên. Lá dứa ra để mình làm màu của thạch rau câu dẻo của mình. Giờ mình đâm ra để mình lấy cái cốt lá dứa. Rồi lá dứa mình đâm nát ra hết rồi. Giờ mình dắt mình lấy cái cốt lá dứa. Mình xoay rồi, giờ mình đổ từ từ, mình quậy ra cho nó không bị bánh cục. Câu dẻo của mình nãy giờ sôi lên khoảng 5 phút rồi. Giờ mình cho cái cốt lá dứa này vô. Tại vì mình cho cốt lá dứa vô sau để cho lá dứa mình nó không bị mất màu.
Rồi bây giờ mình nhắc vô câu sướng. Rồi mình cho ra hai cái khay này. Mình chuẩn bị mình nấu cái xương sáo đen. Giờ mình cho vào đây 100g đường. Đây là mình có bịch xương sáo 50g. Nó có cái chỗ xé luôn, mình khỏi cắt. Có sẵn cái ống dầu chuối này luôn, mình khỏi mua ống dầu chuối. Giờ mình cho xương sáo vô cái tô đường này. Để mình vậy cho nó đều lên. Để mình nấu nó không có bị uốn cục. Xương sáo thì mình nấu 1,5 lít nước. Nấu 1 lít nước thì nó cứng lắm, ăn không ngon. Mình nấu 1,5 lít nước. Giờ mình chế vô đây. Mình chế vô cái son mình chừa lên ít. Để mình vậy vô đây. Để cho nó đều rồi sau rồi đó mình mới chế vô cái son. Tan đều ra hết thì giờ mình cho vô cái sân nước nè các anh chị. Vậy vậy cái xương sáo mình nó không có bị bánh cục. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp, mình đứng mình quậy. Cái này nó dễ đóng ở dưới cái ít chảo lắm các anh chị, mình phải quậy. Chứ mình không quậy nó đóng ở dưới cái chảo. Sáo mình đặt rồi, giờ mình cho cái ống dầu chuối vô. Thơm được nồng luôn. Mình bảy đều đó. Tháo mình xuống. Mình cho ra khuôn. Xương sáo mình mịn màng thiệt là ngon luôn nè các anh chị. Hai khuôn luôn. Chuẩn bị mình gọt cái lê với hai trái táo này. Mình chuẩn bị thau nước nè. Giờ mình cho vô đây miếng muối. Để mình ngâm táo với lê. Mình gọt cái lê xong rồi. Giờ mình bỏ vô mình ngâm nước muối cho nó trắng, nó không bị đen. Lê này chắc nó giòn lắm, mình gọt hết cái da nó cứng. Giờ mình cắt cái trái lê ra thành hạt lựu. Mình bỏ trong cái ruột ở giữa nè. Cái ruột của trái lê nó cứng ngắc à. Rồi mình cắt lê ra thành hạt lựu. Rồi mình cho vô cái tơ. Một tái mà sắc ghê nhiều ghê luôn. Bây giờ mình cho cái nước xì gơ vô để mình tạo màu. Cái là cái tơ này. Mình nhãn nè, nhãn này mình mua nhãn tiêu nè. Cho nên nó dày cơm hết sức luôn. Cái hộp nhỏ xíu như hộp tiêu luôn. Mình nó thấm màu xì rơ lên nha các anh chị. Giờ mình cho bột năng vô. Mình trộn đều lên. Cho nó áo cái phần bột năng này ở bên ngoài của cái lê của mình. Mấy hột lê của mình. Bỏ cái lê mình vô, mình luộc. Mình áo bột xong hết rồi nè các anh chị. Cái mình chín rồi, giờ mình vớt ra mình bỏ qua cái thau nước nguội, cái thau nước lạnh này nè. Cái màu xì gơ thiệt là đẹp luôn. Cái dừa ra mình thắng nước cốt.
Giờ mình đập trái dừa ra. Mình lấy cái nước dừa mình thấm nước cốt luôn cho nó ngọt. Giờ mình dắt nước cốt dừa, mình chuẩn bị làm nước cốt nè các anh chị. Cho vô đây miếng bột để mình thắng cho nước cốt mình nó kẹo kẹo lại, hòa tan ra. Mình cho miếng muối vô luôn nha các anh chị. Nước cốt mình có muối nó mới ngon. Rồi mình cho vô nước cốt mình khuấy đều lên. Mình cho vô 4 muỗng đường. Tại vì một hồi nữa mình có sữa nữa. Nước cốt cho nước cốt mình nó kẹo lại, nó sôi lên kẹo lại thì mình nhắc xuống. Giờ mình tách cái trái táo ra. Trái táo mình cũng cắt nhỏ luôn. Mình cũng cắt nhỏ nhỏ ra luôn. Thì mình để chung vô cái tàu lê của mình luôn. Giờ mình khử mít ra. Này mình không có mít Thái, mùa này không, người ta không có bán nên giờ mình mua cái mít tứ nữ này mình làm đỡ. Mà mít tứ nữ thì nó thơm chứ nên nó không có giòn. Giờ mình xé mít ra nhỏ nhỏ. Này mình mua mít Thái mình làm nó mới ngon các anh chị. Mà lúc về mùa dịch này không có mít Thái ở Tiền Giang không có về. Mình chặn xiên sáo ra nhỏ nhỏ nữa. Xiên sáo này mình nấu một gói nó nhiều vậy chứ mình làm có một sửng à. Xiên sáo mình dây nhách mịn thiệt là mịn luôn các anh chị. Mình chặn phần chặn này coi nó đẹp. Sửng lô câu mình cũng làm sửng à. Lô câu mình màu xanh lá dứa thiệt đẹp luôn. Giờ mình cũng chặn ra luôn. Chặn ra coi cho nó đẹp mắt. Mình cho vô đây nữa bịch sữa tươi. Rộng với nước cốt hồi nãy mình vừa thắng xong nè. Giờ mình cho vô đây nè, chung luôn. Mình cho sữa đặc vô luôn. Cho cái cơm sầu riêng vô. Để mình xay cho nó nhuyễn ra. Nó trộn đều cái hỗn hợp này vô nghe các anh chị. Rồi mình xay xong rồi. Mình có một cái nước cốt chè thiệt là ngon, thiệt là thơm ngon. Đây, giờ mình đổ ra cái tô. Sáu giờ mỗi cái một muỗng. Rồi mình cho tới lê của mình. Bây giờ mình cho tới rau câu dừa. Rau câu dừa dứa. Tới mít. Rồi cái nhãn.
tới cây bơm. Rồi đây là tới sầu riêng. Đây một miếng sầu riêng nè. Mình cho nước đá vô. Cái nước đá mình đập nhuyễn nè. Thế mình rưới nước cốt lên. Nước cốt thiệt là ngon luôn. Chào cả nhà. Chào con. Chào ông bà, con nói đi ông bà. Rồi. Rồi. Rồi, chào ông bà. Rồi. Chè thái của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn chè thái với mình cho vui nha. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Mình thấy nước cốt dừa chắc béo. Ngon dữ lắm, ngon nè. Nước cốt, cái mùi nước cốt là ngon rồi. Quẩy đều lên rồi. Xanh xanh, đỏ đỏ, đen đen. Béo mà thơm. Thơm hết. Thơm mít, thơm sầu riêng. Đồn đen. Ừ. Ừ, nó ngon. Con ăn đi. Ừ, ngon quá. Cái hột lê của mình á, ở trong nó giòn, ở ngoài dai dai, ngon lắm các anh chị. Mà màu nó cũng đẹp, mình thấy cái màu nó cũng hấp dẫn nữa. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn chè. Ngon quá. Cái nước cốt, cái nước cốt của mình thiệt là ngon luôn các anh chị. Ngon dữ lắm. Cái này mà mình được có mít thái, mình thắt hạt lựu mình để vô nó ngon lắm. Cái nước cốt này không thua gì tiệm. Bữa ăn ở tiệm tôi nói sao nước cốt mình nó hơm mùi sầu riêng. Cái nước cốt ngon không? Cốt ăn thiệt ngon. Ngon phúc. Ngon sao? Ngon sao? Phúc. Ngon sao phúc? Đâu ạ? À? Đâu rồi? Nhìn cũng phèn. Ngon sao? Nó không mọc. Dơ tay kìa. Dơ cao rồi. Vâng. Uống vô. Bưng uống cho con. Cái ly chè của mình nó đậm đà, nó ngon. Nó vừa ăn, cái nó không phải là ngọt gắt. Cái nào nó có gia vị nó vừa. Cái này ngon nhờ cái nước cốt thiệt à. Hồi em bên cho ngoại ăn ly. Ngoại ăn chắc ngoại khen lắm. Tại em bữa ăn thắc mắc là mà nước cốt nó cũng béo. Nó hơn mùi sữa mà hơn mùi sầu riêng nữa. Giờ mới biết là không phải nước cốt không mà có sữa nữa. Sữa, sữa tươi rồi sữa đặc nữa nó mới ngon. Ở nhà mình làm ăn chất lượng hơn. Cái nào cũng nhiều. Cái này thấy mình bán ra chắc nhiều lắm á. Tại vì cái thạch của mình cũng nhiều nè. Và cái xương sáo của mình cũng nhiều nữa nè. Ừ. Bán 20.000 ly với mẹ. Ừ. Mà mỗi cái một thứ. Múc quá. Múc quá. Em khoái ăn hộp lụng này nè. Múc quá. Mùi lụng lẫm màu đẹp hấp dẫn quá. Múc quá ngon. Múc quá. Mấy muỗng múc con. Bóc hả? Ừ. Bóc. Ngon. Cái hạt dứa của mình, cái màu nó cũng đẹp nữa. Nó không có bị xuống màu. Nó cốt ngon thế à? Cốt còn vừa ăn. Cốt ngon. Ăn hết ly à? Ngon quá, ăn hết màu. Chè thái của mình ngon thiệt. Thiệt ngon luôn. Này ăn no chứ không nhét. Lấy nước cốt tí thôi.
Trái cốt của mình béo tại vì tới vừa bữa chảng mà mình làm nó ít á. Nó béo luôn đó. Béo ghê luôn. Cái món chả thái của mình đó các anh chị, mình nấu ăn giống vậy nè, mình thấy rất là ngon, thấy rất là vừa, ăn là ngon. Còn cái nước cốt thì cũng vừa ăn nữa, nó cũng ngon nữa. Mình xay ra vậy nè, sầu riêng là mình xay vô chung vậy nè, mình ăn thấy nó ngon vậy đó. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Và bây giờ gia đình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp tạm lại. Tạm biệt các.